Chúng ta đi thử vào lối này. Nhà đẹp quá ha, theo phong cách châu Âu luôn. Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là bọn mình đang ở Mũi Né. Và bây giờ là 8 giờ tối. Mời quý anh chị và các bạn cùng chạy dọc cái con đường Mũi Né này tham quan cùng với bọn mình nha. Wow. Ở đây là biển cạnh bãi đá Ông Điệu quý anh chị và các bạn. Nhiều du khách ngồi ở bờ kè này. Đây bán đồ ăn nhanh, bán kem. Du khách tập trung ở đây nhiều. Người Việt không hả mày? Đây tập trung nhiều quán ăn vặt nữa, nhìn vui. Ăn ở đây ngồi dòm ra biển. Năm nay quý anh chị các bạn, cái buổi trưa thì bọn mình tới Phan Thiết từ lúc trưa lận. Và khi trong quá trình đi tìm phòng thì mình thấy là Mũi Né, ở vị trí Mũi Né này có rất nhiều cái điểm thay đổi so với trước kia mình đi, thay đổi rất là nhiều luôn. Cho nên là mình muốn ghi lại cái hành trình này. Đây, tới cái đoạn này thì có rất nhiều nhà nghỉ, resort, khách sạn. Mà quý anh chị các bạn biết không, là năm nay mình đi là mình không thấy khách Tây luôn. Cũng có khách Tây nhưng mà rất là ít, lác đác vài ba người thôi, không có nhiều như trước kia. Trước kia mình đi đó là mình thấy khách Tây nhiều hơn khách Việt luôn. Mà bây giờ thì mình thấy những cái đoàn du khách của người Việt mình đi đến Mũi Né tham quan. Kìa, mới thấy một số cái nhà hàng á, không hiểu lý do tại sao mà họ đóng cửa luôn. Và có một số cái homestay rồi resort người ta bỏ hoang luôn. Anatara. Quý chị các bạn thấy không, con đường rất là vắng. Nếu như ai đã từng đi Mũi Né rồi vào cái thời trước Covid đó, thì thấy là những cái con đường này nè, buổi tối đó, khách Tây họ đi bộ du lịch, họ tham quan rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái con đường vắng vẻ, người bán nhiều hơn người mua. Thấy cảm giác
nhìn cảnh này mình thấy cảm giác nó hơi buồn buồn hả Mi ha? Vắng quá, nó không vui mắt như ngày xưa. Làng tre bamboo. Chạy ngang những gì sẹo đó thì thấy xe cũng ít, cũng vắng. Mũi Né bây giờ khác xưa rất nhiều. Những quán xá bàn nhiều hơn người. Đây là phía bên tay trái của mình nhiều cái cửa hàng quà lưu niệm là hầu như là đóng cửa hết luôn. Ở bên tay phải đoạn này cũng vậy luôn. Trông buồn quá. Những cái quán ăn đó quý anh chị các bạn le que được một hai bàn nè. Đây, ở đây có một cái khu resort. À, bây giờ thấy là giống như là không có người á Mi nhá. Đây nè, cái khúc resort này nè, Coco Beach nè. Coco Beach resort này bây giờ giống như là đóng cửa luôn quý anh chị các bạn, chỉ còn một cái phòng của bảo vệ thôi. Nhìn xa xa ở bên trong mình thấy những cái ngôi nhà, những cái căn mà nhà mái lá giống như là dở tóc lá trơn à. Cái khu Suối Tiên này cũng tháo hết à. Hầu như là còn lại những cái villa khách sạn mà gia đình á, và một số cố định một số resort nào đó thôi. Mày thấy có gì lạ so với ở đó nữa không? Ở đó thấy bán mấy cái đồ thủ công mà ốc rồi nhiều á. Chỗ này cũng đóng cửa dẹp luôn nè. Giờ không thấy bán. Trước đây á là những cái vỉa hè này các bạn, những cái con phố này nè. Ở đây cũng dẹp luôn rồi. Những cái con phố này là bán rất nhiều đồ lưu niệm làm từ thủ công, sò, ốc. Mà bây giờ thì thấy không còn luôn rồi. Chỉ còn chủ yếu là những cái tiệm tạp hóa thôi ha. Những tiệm tạp hóa họ bán nước, bán đồ ăn bình thường. Còn những nơi mà giống như đồ để quà tặng du lịch thì không còn nữa. Cái con đường rất là vắng vẻ. Quán kìa, Mi quay vô những cái quán kìa, thấy không? Quá buồn cho một cái hậu cảnh sau Covid. Tuy nhiên là vẫn còn có du khách nha quý anh chị các bạn, giống như là tụi mình nè. Tụi mình vẫn còn đi du lịch và một số đoàn người Việt Nam. Mình thấy là hầu như là người Việt Nam thôi. Người Việt Nam rất là nhiều. Một số đoàn nè. Tại những cái quán ăn hải sản bờ kè nè.
cái quán này dở luôn rồi mi. Quán này rất là đẹp mà bây giờ dở mái dở ngói hết rồi. Có lẽ là khi mà họ thuê cái mặt tiền để họ kinh doanh á, mà cái lượng mà du khách không đủ để trang trải thì họ trả mặt bằng lại. Ồ, có khúc này thì anh thấy bắt đầu có sung hơn nè mi. Mình quay thử coi coi có cái khách Tây nào không. Xe nhiều với nhiều mà xe nhiều nhưng mà hình như là người Việt không á, thì cũng có thể là người Phan Thiết họ đi xuống Mũi Né họ ăn hải sản, hoặc là những người ở vùng lân cận chút. Khu này thì chạy tới đây thì cảm giác vui vui hơn được chút. Cái quán này cũng hơi vắng. Đây, những cái đoạn bờ kè hải sản này thì vẫn thấy cũng sung sung. Dẫu sao thì cũng còn du khách Việt Nam đi. Mi biết Mũi Né còn có một cái tên gọi khác là gì không? Hàm Tiến hả? Không phải, nó là khu phố Tây. Nhưng mà đợt này mình đi là mình thấy là không có Tây luôn rồi, nó vắng bóng Tây. Với ở cái khu phố này nè, là trước kia là người Nga người ta đi rất nhiều. Ở đây những người buôn bán người ta vừa nói được tiếng Anh, vừa nói được tiếng Nga và nói được tiếng Việt Nam. Nè, thấy không? Cái resort này bây giờ cũng dở rồi, cũng đang đập. Nè, ở đây có một cái bar. Thấy không? Cũng dở luôn rồi, thấy không? Giống như là trả mặt bằng hết rồi. Bên quán bên đây nè, rồi đóng cửa cho luôn. Mũi Né đã không còn một cái sự sôi động như trước kia nữa rồi. Ở đoạn này thì không có nhiều cái resort mà là những cái motel nhỏ với nhà nghỉ. Cũng khá là vắng.
Năm nay Suối Tiên bắt đầu có bán vé với anh chị các bạn. Giá vé trẻ em là 7.000, vé người lớn là 15.000. Mình thấy là cái không gian hai bên đó được cải tạo, trồng cây, trồng hoa. Mình là một trong những người đi sớm nhất cho nên là trước mặt hiện tại là không có một cái du khách nào hết, chỉ ở phía sau mình thôi. Đây là cổng vào. Đi đến đây thì bắt đầu phía bên tay phải của mình đã có những cái thạch nhũ tự nhiên. Trong đây bắt đầu dần dần có những cái gian hàng như bán đồ lưu niệm và bán thức ăn nhanh cho du khách. Nhưng mà thời điểm này thì hơi sớm cho nên quán cũng chưa mở. Chúng ta đi tiếp tục để xem coi Suối Tiên có gì thay đổi nhiều hơn không nha. Suối Tiên là một cái dòng chảy tự nhiên từ cái thượng nguồn. Nhưng mà nhiều lần rồi mình cũng đi Suối Tiên dạng như dạo ở dưới đây thôi, chứ mình chưa đi tới cái điểm đầu nguồn của cái ngọn suối. Và không biết nó chảy từ đâu. Đoạn này khá là dài. Năm nay Suối Tiên có một cái phát triển hơn, đó là có WC ở giữa đoạn để cho quý anh chị và các bạn có nhu cầu. Đó cũng là một trong những lý do mà người ta có bán vé. Vé đó có thể sử dụng cho những cái mục đích công cộng, bảo quản, trùng tu và nâng cấp Suối Tiên sau này. Ngày nay thì xa xa cách khoảng sẽ có một cái xích đu như thế này để cho du khách có thể vui chơi và chụp ảnh. Mình xin nhắc lại thời gian mở cửa của Suối Tiên bắt đầu từ 6 giờ. Và do là không còn là miễn phí cho nên là sẽ có quy định thời giờ để mở và đóng cửa. Tham quan sẽ cố định giờ chứ không phải lúc nào cũng vào được.
chúng ta đi thử vào lối này. Những tiệt tác thừa két nó tạo nên như những cái thạch nhũ như thế này quý anh chị các bạn, là một cái phông chụp hình rất là đẹp cho du khách luôn. Trước đây thì mình cũng có vào tham quan Suối Tiên nhưng mà mình chưa đi xa đến mức độ như thế này. Thì đi đến đoạn này thì ở đây có một cái không gian rất là trống, rộng. Trong tương lai có thể trở thành một cái quán nước, nơi dừng chân cho du khách. Ở đây thì nhũ đá, những cái tuyệt tác tự nhiên nó tạo nên cái bề mặt rất là đẹp. Hôm nay là mình muốn khám phá hết đoạn đường Suối Tiên này để review chi tiết cho quý anh chị và các bạn. Cho ai đã từng đi Suối Tiên nhưng mà chưa bao giờ đi hết, xem cái nguồn nước nó bắt đầu từ đâu. Đến đoạn này thì mình thấy ở bên tay phải của mình có một dòng chảy. Đây là một dòng chảy góp phần nên tạo nên một cái dòng Suối Tiên chảy dài. Những cái thực vật ở đây đa phần là được mọc tự nhiên và được gìn giữ.
mình thấy nhiều quý anh chị và các bạn đi Suối Tiên có thể là chưa đi đến những cái đoạn như thế này đâu, đi nửa chừng rồi quay lại thôi, tại vì khá là mệt. Đa phần là một trong những nguyên nhân đó là do quý anh chị và các bạn đi vào cái buổi trưa nắng, thì cái đoạn chảng ở đằng kia thì rất là nắng. Cái thứ hai, khi mà mình đi trên chân trần trên cát, tuy rằng là có dòng nước như thế này nè, nó vẫn tạo nên một cái độ bám làm cho chân mình đau và mỏi nha. Cái thứ ba đó là nếu như đi đoàn thì sẽ không có nhiều thời gian để đi hết cái dòng Suối Tiên. Ở đây cũng có một cái phong rất là đẹp. Đến đây thì có một cái điểm dừng chân, ở đây có bán nước. Dòng suối ở đây chảy rất là mạnh, lý do là nó có nhiều cái phát khỉu. Ở đến đây thì mình thấy có sóc quý anh chị các bạn, có bìm bịp. À, những cái con thú ở đây. Wow, đoạn này vào khung hình cũng rất là đẹp đây. Ngày nay thì không còn miễn phí vào Suối Tiên, tuy nhiên là xa xa quý anh chị bạn sẽ thấy những cái sọt rác như thế này và những nhà vệ sinh, thì mỗi ngày luôn có người để phục vụ và chăm chút cho những cái hoạt động gìn giữ vệ sinh ở cái khu vực dòng Suối Tiên này. Vì đây có thể là một cái di sản, nếu mà để cho mọi người đi tự do mà không gìn giữ thì có thể là sau này Suối Tiên sẽ rất là bẩn và dơ. Wow, đến đoạn này là đẹp lắm luôn. Anh chị các bạn nhìn nè, quá đẹp. Chiều dài của dòng suối lên hàng km. Nếu mà đi bộ thì cảm thấy khá là xa. Thịt nhũ đây đẹp quá. Ở tại vị trí này thì phía bên tay phải của mình có những nơi mà đã được nhân viên quản lý ở đây, họ đã gào khung lại là bên đó là đất sình lún với anh chị bạn. Nó trừ lại cái lối đường đi, đây là dòng, ở dưới là cát. Wow, ở đây với anh chị bạn, khi mà nhìn kỹ thì chúng ta chỉ thấy một cái cây dăn ngang đúng không? Nhưng mà thật sự đây là một cây dừa đang sống. Nó nằm với anh chị các bạn. Đây là cái đọt của nó nằm đây nè. Đó. Chỉ có ai chịu khó đi
sâu sâu vào trong Thủy Tiên thì mới thấy cái cảnh này. Đây, cái gốc dừa thì nó nằm bên kia, và ở đây là cái đọt dừa. Khá là đặc biệt. À, đi đến đoạn này thì nơi đây có bán nước và có phục vụ cơm, mì, gà thả vườn, cá lóc, hổ hải sản. Không biết là chúng ta đã đi đến gần cuối chưa? Ở đây có một số đoạn nó khăm nằm đoạn đất, đi trên này thì thấy dễ đi hơn. Đến đây cũng có một quán này, Suối Tiên Quán. Được xây dựng theo lối đồng quê. Rất là chill. Giấc này là lý do là mình đi sớm cho nên là quán chưa có người phục vụ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi nha. Video này thì mình cố gắng mình sẽ đi hết để xem cái ngọn của dòng suối bắt đầu từ đâu. Anh chị và các bạn nào mà chưa đi hết thì có thể trải nghiệm với mình trong video này. Đến đoạn này thì ở bên dưới đây có rất nhiều đá cuội. Rất nhiều đá cuội. Đi chắc khá đau chân đây. Anh chị các bạn có thể lựa chọn đi mép trên bờ. Chúng ta có thể thấy và né đá. Wow. Nước ở đây thì mình thấy sâu hơn. Wow. Đến cái phần này quý anh chị các bạn là đất đá thôi chứ không có cát như ở đầu nguồn nữa, ít cuối nguồn chứ. Chúng ta đang đi dần lên đầu nguồn mà mình nhầm. Và ở đây thì mình nghe từ xa cái dòng suối, mình nghe rất mạnh, có tiếng dòng suối. Anh chị các bạn có nghe không? Wow. 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 Đây quý anh chị các bạn ơi, mình đã đi tới cuối rồi. Đây chính là nơi mà có một cái dòng suối chảy dài suốt một đoạn đường
dài khoảng hàng km đi bộ. Mình sẽ đi vào bên trong bên đây. Thôi có cái hang gì à, ở đây chỉ là một cái chỗ lõm vậy thôi. Wow, chỗ này có thể tắm được nha quý anh chị các bạn. Chỗ này tắm chắc là sướng lắm nè. Đây cái hồ này nước không sâu lắm, dòng thác đổ từ trên kia xuống. Tuy nhiên là mình thấy ở trên kia có lẽ là có chắn lối, mình nghĩ là sẽ còn đường đi nữa đó quý anh chị các bạn. Mình sẽ tìm cách đi lên trên đó xem coi sắp tới sẽ có gì nha. Đã đi tới đây rồi thì chúng ta sẽ đi tới cái ngọn nguồn của suối Tiên luôn. Bây giờ thì để cho quý anh chị các bạn ngắm lại. Wow, tại đây mình thấy có một cái lối bậc tam cấp. Đây quý anh chị các bạn, chúng ta sẽ đi lên hướng này nha. À, nơi đây có một lối mòn. À, đây có một lối mòn đây các bạn. Đây, đi lên bậc tam cấp này. Wow, trên đây là một cái quán ăn sinh thái quý anh chị các bạn ơi. Đây là một cái quán ăn sinh thái nha. Rồi, nơi đây đúng là đầu nguồn của ngọn suối rồi. Dòng suối sẽ được chảy từ bên kia, mình thấy là có xe chạy con lộ bên kia, chảy theo dòng này, chảy xuống dòng suối này. Một dòng suối chảy hoài không hết. Có một cái đặc điểm rất là hay của suối Tiên, đó là trong năm nó cứ chảy đều như vậy, trong suốt một năm, mùa khô lẫn mùa mưa. Ở đây người ta có căng dây thì chúng ta có quyền đi đến những đoạn được căng dây. Đó là lối vào của chúng ta. Chỗ này bị sạt lở nhưng mà cái cây này nó đã bám rễ rất là sâu quý anh chị các bạn. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống nha. Có lẽ là quý anh chị và các bạn thắc mắc là mình vừa đi vừa review từ nơi bán vé cho tới đầu nguồn thì mất bao nhiêu thời gian. Mình xin thưa là mất 1 tiếng rưỡi, từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi thì mình đặt chân tới đây. Hy vọng chia sẻ này sẽ hữu ích cho quý anh chị các bạn, để anh chị các bạn có thể cân đo thời gian lập trình cho chuyến du lịch của mình.
Bọn mình đang di chuyển từ Phan Thiết về La Ghi quý anh chị các bạn. Hôm nay thì bọn mình sẽ chọn tuyến đường ven biển để đi nha. Wow. Bên đó là resort gì hết đi ha. Nova World. Cái đoạn này phía bên tay trái của mình á, thì là một dãy homestay. Ủa không phải, một dãy resort của anh chị các bạn. Mình đã thấy Nova World từ xa xa. Ở đoạn này quý anh chị các bạn, ở hai bên bà con bán đồ ăn rất là nhiều nè, như những cái chợ nhỏ để phục vụ cho công nhân hay là những người làm ở Nova World á. Phía bên tay phải của mình là có nhiều quán ăn lắm nè. Ở gần đây cũng có tiệm vàng luôn quý anh chị các bạn. Đó, chuyển tiền các thứ ha. Chỗ này quán ăn. Ồ, khu dân cư này hầu như cái gì cũng có. Cơm, cháo, hủ tiếu, gỏ. Ok. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng Nova World review cho quý anh chị các bạn cùng xem nha. Mi quay vô cái nhà đó mày. Ồ, nhà đẹp quá ha. Theo phong cách châu Âu luôn. Ở công viên kìa, có cái con tàu hải tặc kìa. Wow. Đang trong quá trình xây dựng. Đợt sau nếu quý anh chị các bạn mà ghé chắc là hoàn thành rồi. Quay qua cái bảng hiệu Nova World đi. À, rồi bây giờ về trọng tâm cái con đường đi. Mình sẽ chạy một vòng cho quý anh chị các bạn tham quan luôn nha. Ở đây người ta đang tiến hành lót gạch vỉa hè. Đến đoạn này thì phía bên tay phải của mình đó là khu nhà phố, giống như là những cái căn hộ cho thuê kinh doanh á. Wow, quá đẹp đi. Phía bên tay trái mình xa xa là cái khu vui chơi. Mi chuyển camera qua Mi ơi. Đây quý anh chị các bạn, phía bên tay trái của mình đầu tiên đó là Bikini Beach Phan Thiết. Đây là quảng trường bikini đó, rất là rộng, rất là rộng lớn luôn. Đây trước mặt là khu vui chơi nè, câu lạc bộ Marina. Phía bên đây thì đang xây dựng thôi. À, khu vui chơi. Một lát thì bọn mình sẽ vào tham quan khu vui chơi luôn nha. Nếu mà mua vé được thì mua chơi luôn.
đây là cổng vào nè, chỗ đậu xe đây nè, nhưng mà mình sẽ chạy một vòng trước đi. Và phía bên tay phải của mình bên đây lại có một cái khu đang xây nữa nè, Adventure World. Trên đồi đó không biết làm gì luôn, nhưng mà có cái lối đi. Lát mày chơi đu quay đó không? Hả? Thì do tới đâu mua vé tới đó. Đây bây giờ mình sẽ, hiện tại là mình đang hoành trở lại, quay cho quý anh chị xem một vòng nha. Rồi sau đó bọn mình chọn một điểm dừng đậu xe và review chi tiết hơn. Phía bên đây đó là bãi biển Bikini Beach nè. Trong đó thì mình thấy có đạo cụ tập gym nè, đó, một cái khu vực để thể dục gym. Khúc đó là bãi biển. Đây trước mặt quý anh chị các bạn đó là quảng trường Bikini Beach. Quảng trường rất là rộng. Ở đây quý anh chị các bạn, trong tương lai á thì cái khu vực người ta tắm, cái khu vực được tắm á, được bao quanh bởi một cái bờ đê đó. Chỗ này là chỗ nước trũng, tắm như vậy rất an toàn luôn. Công viên trò chơi thì được vào cổng miễn phí với chị các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan nha. Ở bên đây mình sẽ cho quý anh chị các bạn xem thời gian hoạt động. Đây là sơ đồ toàn khu. Nàng tiên cá nè.
cái này combo nè, nhưng mà hiện tại bây giờ chưa có bán vé được, là tại vì cho cái máy nó là bị lỗi, phải không? Ai mua vé rồi thì người đó được chơi, còn những người nào chưa mua vé thì hiện tại chưa mua vé được, quầy vé đang đóng. Thôi bây giờ mình sẽ đi tham quan vòng vòng đi. Cái khu này là trò chơi ném banh nè, ném banh ăn gấu bông. Ở bên đây có một cái tòa nhà câu lạc bộ Marina. Cái này lên hình cũng đẹp lắm. Còn cái trước mặt của anh chị các bạn đó là VKC á, anh chị các bạn.